Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho NMH. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Thến. Một chất tướng mà anh em thấy thì trong đấu rank hay là trong đấu giải người ta sử dụng rất là nhiều vị tướng này, bởi cái độ khó chịu. Thì chơi Thến này, chơi Zip này, chơi Superman này, chơi Lung Búa này, thì tất nhiên đầu trận thì sáng phá rồi. Và Thến là một chất tướng sáng phá cực kỳ là thích đây. Và này thì mình boom, vừa đẩy mua và vừa đẩy tướng địch. Anh em thấy thì khi đó thì tốc độ phá của rừng tém địch chắc chắn sẽ chậm. Và với nội tài hồi phục, mình túc biến chạy về một cách an toàn anh em ạ. Đầu trận tém bên địch phải ít nhất tập trung vài người kìa, tầm khoảng 3 người thì mới có cơ hội để ăn được Thến. Còn tầm 2 người thì không bao giờ có cơ hội để ăn được Thến. Nên anh em cứ yên tâm đi, bởi vì đầu trận thì chưa sốc đám được, mà nội tài của Thến thì khi thấp máu sẽ hồi phục máu ấy. Nên là anh em cứ yên tâm nhá. Giai đoạn đầu trận thì cái chiến công đâu dành cho vị trí Omen của team bên địch. Đầu trận mà Floor thua Omen thì cũng hơi lạ một xíu. Violet của team địch bắn trụ, bắn được Terry team mình cũng liên bảng điểm số. Và Terry team mình cũng lùng được mạng của xạ thủ tém bên địch. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể cho anh em về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Thến. Anh em cùng theo dõi. Một chất tướng SP mà mình khuyến khích gọi là anh em vác vào rank để có thể leo rank một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Mình thì cầm xạ thủ mình rất chỉ là thích vị trí của Thến DSP này. Bởi vì sao? Bởi vì Thến thứ nhất là sở hữu cái đồ trâu bò, thứ hai khó chịu, thứ ba hồi phục tốt, tánh cỡ tốt, bảo kế tốt. Rất chỉ là nhiều yếu tố để có thể Thến là một chất tướng DSP mà xạ thủ yêu thích. Rồi, pha này thì mình sẽ đó là sử dụng chiêu hái ra này, đẩy này để tránh trường hợp Omen cướp nhá. Rồi Omen Excalibur này còn khá là thấp máu, chưa đến 1000 máu đến từ vị trí của Omen. Và này thích thì quật luôn này, đánh luôn này, đập luôn này lên bảng điểm số. Ôi ê, pha này Flova đó là Bright không lại hỗ trợ mình xíu. Flova thì lại hơi muộn. Bright thì quyết định gọi là lùi về phá mà bột đỏ. Pha đó mà lên hỗ trợ mình xíu thì chắc có lẽ lùm hết luôn ấy. Và mình hí không ai giúp mình. Thực tế thì pha đó thì lên giúp cũng được, mà không lên giúp cũng được anh em ạ. Lên giúp thì tốt hơn. Mà có lẽ là team bên mình cũng không ngờ gọi là mình cũng lùm được một màng của Omen nữa. Bởi tại mình ống cao quá không cứu được. Mà đúng thật, pha đó mình cũng cáo thật luôn anh em ạ. Nhưng mà dầu sao thì quả là thành công rồi. Một màng trợ thủ đổi một màng đi đường của team bên địch, vậy là quả là ổn. Ở trận đấu này mình đối đầu bên kia là vị trí của Zip cũng khá là khó chịu. Bây giờ thì có giáo tránh, giá ta tém mình thì thiên sức rồi. Mình sẽ lại hỗ trợ nhá. Ủi không kịp rồi, thôi lùm màng tạm của rừng tém đi cũng được. Rồi quay trở ra lùm ngáy đó là con rồng này nữa. Hiện tại tém bên mình vừa ăn được con ta thân xế giá, nên là việc ăn con rồng này thì đang khá là lâu. Về phần chiêu thức của vị tướng Thến thì mình sẽ phân tích qua cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em sử dụng thì đẩy, có thể đẩy tướng địch, đẩy bùa, đẩy quái các kiểu. Đây, ra này mình sẽ đẩy này, ra tém bên địch này, phải chắc chắn được ra lên bảng điểm số. Excalibur kết hợp thêm cái tốc biến nữa, tiện ra lên bảng điểm số. Mang tốc biến thì sẽ tạo được nhiều bất ngờ anh em ạ.
Rồi, pha này thì Zip Temic lăn lông cốc kết hợp thêm cái tốc biến, nhưng mà xà thủ té mình vẫn lùi về kịp thời. Rồi, pha này thì lên quật luôn này, đập luôn, đánh luôn này, quật luôn này, chuẩn bị có Excalibur này, rồi chạy đấu. Rồi, chắc chắn thì pha này lên bảng điểm số rồi, Excalibur được sử dụng. FP Temic lên bảng điểm số. Bây giờ thì sẽ lấy luôn cái trụ này thôi. Về chiêu hái của vị tướng Thến á, thì anh em sử dụng có thể quá được địa hình nhá. Nhưng mà địa hình thì địa hình mỏng thôi, trúng mục tiêu, trúng tướng địch thì sẽ hất tung tướng địch lên. Còn chiêu cuối thì anh em sử dụng Excalibur thì sẽ gây sát thương, và đặc biệt đó là sát thương chuẩn, anh em nên nhớ sát thương chuẩn nhá. Rồi pha này ê, định làm gì đây, định bắt xà thủ từ bên mình ạ à. Này thì đòi bắt, này thì đòi bắt này, Excalibur này. Dấu cơ tay bên địch kiểu là cái gì vậy trời. SP bây giờ ăn 4 màng rồi. Thực tế thì chất tướng của Thến thì sở hữu nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là trâu bò này, thứ hai khống chế này, thứ ba cái lượng sát thương tốt, và thứ tư có sát thương chuẩn nữa. Khá là nhiều thứ, và mình nghĩ Thến là một chất tướng anh em nên vác vào rank để có thể đi SP cực kỳ là tốt. Cách chơi của vị tướng này thì cũng không có gì là khó cả, khá là đơn giản. Chiêu thứ nhất anh em đẩy đẩy đẩy. Nhưng mà anh em nên nhớ nhá, chiêu thứ nhất bây giờ thì anh em không còn được miễn khống chế. Nếu mà anh em khí đẩy mà gặp chóng phạt thì anh em sẽ bị ngắt. Những điểm anh em cần lưu ý, còn cách chơi thì anh em cứ đẩy chiêu 1 sử dụng gọi là chiêu 2 để hất tung. Rồi sử dụng có thể là sử dụng chiêu cuối để gây sát thương luôn. Đây pha này 3 người này. Nhưng mà mình không sợ anh em ạ, với chất tướng Thến thì 3 chứ 4 người tầm này thì mình cũng chưa sợ lắm. Bởi vì đám của tem bên địch chất sốc được. Còn nhưng mà giai đoạn về cuối trận thì anh em nên lưu ý nhá. Cuối trận thì khi mà đám tem địch to rồi thì anh em cũng cẩn trọng. Khóa này mình đang còn tốc biến này, tốc biến này, ủi ra luôn này. Nhưng mà ủi được giữa chừng thì không ủi được nữa. Brai tem mình bật chiêu cuối lên bắn, rất tiếc nha. Phá đầu mà kết liệu được sớm sớm phạt là có thể kết liệu được mục tiêu kia đấy. Rồi phần còn lại thì dành cho đó là giá tá, bay 5 tách và tiện hai người lên bảng điểm số. Chơi Thến thì anh em đừng sờ lên bảng điểm số nhá. Tất nhiên thì khi anh em có đô một xíu, khi anh em có đô chống chiêu một xíu thì anh em sẽ ok hơn. Còn tất nhiên khi anh em mất quả là thọt, tại bên đích quả là xanh, anh em cần cẩn trọng. Và đặc biệt gặp những chất tướng về lệch vì những gió này, rồi như hai giáp tế cả kiểu, thì anh em cũng cần cẩn trọng dành cho mình. Còn các chất tướng khác thì anh em không còn đáng ngại cho lắm. I shall not back down. Về phần đó là phù hiệu dành cho vị trí của thế thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu mộc giáp. Thì sẽ đó là giúp thế đó là đạt trâu bò lại trâu bò hơn nữa, hồi phục máu tốt hơn. Còn về phần trang bị dành cho vị trí của Thến thì mình sẽ lấy như sau. Đầu tiên sẽ lấy món đồ phụ trợ cây dài. Thứ hai thì sẽ lấy đôi giày kiên cường kháng yêu khống chế. Thứ ba sẽ lấy cho Thến đó là khiến thất truyền, để làm chậm tốc độ di chuyển của tướng địch khi tướng địch gây sát thương vào Thến, và giảm tốc đánh của tướng địch, có thêm gọi là giảm vật lý nữa. Thứ tư thì sẽ lấy huân chương trói kháng phép. Thứ năm thì sẽ lên giáp thống khổ phản đám, và cuối cùng phu chủ thương sinh để hồi phục máu. Biểu đồ này thì gần như biểu đồ trâu bò và chuẩn chỉ nhất dành cho vị trí của Thến. Ở trận đấu này về giai đoạn cuối trận thì tím bên mình cũng khỏe nên là không phải là vấn đề. Với Thến thì anh em có thể lên check map thoải mái mà không sợ tướng địch sốc ráp. Ví dụ những cú đấm chân không đến từ ra bây giờ thì cũng chỉ lấy đi khoảng vài trăm máu của mình, không đáng kể. Có huân chương trói thì giúp mình, bây giờ có huân chương trói rồi thì sẽ không sợ đó tìm bên địch nữa. Rồi pha này thịt thì nói chung cũng không sợ mến quá đấy, kiểu là chơi chất tướng trâu bo thì nó có điểm mạnh. Pha này thì dịp tém địch gọi là mất cái giải rồi nhá. Rồi pha này quất luôn này, ba người quất luôn, Excalibur sử dụng này đánh luôn. Dịp Temic đã phải lên bảng điểm số rồi. Rồi pha này bắt luôn vị trí của Omen Temic. Sợ cái gì đúng không? Cầm những chất tướng trâu bò là thịt như vậy em ạ, kiểu là cứ lao vào và tướng địch không dám xả đám.
Thứ nhất trấu bò, đã trấu bò rồi thì tướng địch không dám xả đám nữa, vì thế đã trấu bò lại trấu bò hơn nữa đối với vị tướng thế này cũng như các chất tướng khác thôi. Chả dài gì mà xả đám vào một vị tướng tánh cớ cả, đúng không? Kể cả mình cũng vậy, cầm xà thủ thì luôn luôn muốn bắn vào các vị tướng sát thủ, pháp sư hay là những vị tướng xà thủ. Còn bắn vào tánh cớ thì rất chứ là khó, nên là đã trấu bò lại trấu bò hơn nữa. Còn về bảng ngọc dành cho thêm thì tất nhiên anh em sẽ sử dụng bảng ngọc thuần, đó là tánh thôi. Ngọc đỏ anh em lên cho mình, ngọc ba dâu, tóc đánh, màu tối đa và giáp. Ngọc tím, máu, hồi máu và tóc chảy. Còn ngọc xanh, giáp, giáp phép và giảm hồi chiếu. Với thế thì tuy là nó không được rồi đó, quá là cỡ đồng, nhưng mà nó vẫn là mức ổn so với một SP. Sau khi thay đổi trước thì chiêu 2 anh em sử dụng chỉ đứng yên một chỗ còn tốt, còn mà sau khi thay đổi thì chiêu 2 có vị trí có thế, có thể gọi là theo hướng chỉ định có thể qua địa hình như thế này, nên là vì thế giúp thế cũng cỡ đồng hơn được một xíu nữa. Bây giờ mình có gọi là 3 món đồ chính rồi, lên thêm đó là cái giáp thống khổ nữa, phản đám thì sẽ lại lời hài hơn. Trận thế trận hiện tại thì tới mình đây combat không lại nên là tiếp tục đẩy lẻ. Thực sự trong combat tổng thì mình cũng khá là khỏe, đặc biệt chất tướng xa thủ té gì. Thì đầu trận thì chưa phải là chất tướng tốt, nhưng mà cuối trận thì rất chỉ rất khỏe, đặc biệt trong combat tổng cũng rất chất tốt. Còn tới mình bàn râu cơ thì cuối trận không còn là chất tướng khỏe nữa nhá. Đấy, pha này thì anh em thấy thì cho ra và dịp tem đi coi là đá thoải mái, đấm thoải mái, mình có hơn chứng trói nữa rồi, có kháng phép rồi. Rồi, bây giờ sẽ lại cứu mì tem bên mình này. Ôi, mì tem mình có băng xương anh em ạ. Rồi, pha này đi, bật luôn đó là cái giải để hồi phục siêu máu dành cho mì tem mình. Mì tem mình vẫn sống anh em ạ. Và người lên bảng điểm số là Omen. Ôi, mì tem mình có lên hút máu hay sao mà hồi phục máu kinh thế. Vừa thấy một chấm máu thôi mà mình mới bật cái giải hồi phục được mấy trăm máu, mà bây giờ lại còn nửa cây máu rồi. Quá là kinh luôn. Chơi thế nên anh em thấy luôn luôn cứ tánh cơ trước thôi. Rồi pha này bắt luôn. Rồi đẩy này. Rồi Excalibur này, tạm biệt bàn này. Nói chung gần như cuối trận mà vị trí của rau cơ mà bắn mình thì giống như gãi ngứa về anh em ạ. Đặc biệt là khi mình có giáp thống khổ đấy, tầm này thì mình chỉ sợ đám của ai, có lẽ là đội hình của tem địch thì mình cũng không sợ đám ai cho lắm. Phải chăng thì cuối trận thì chỉ sợ đám Violet thôi. Còn lại ví dụ ra rồi rấu cớ các kiểu, Omen các kiểu thì đánh thoải mái anh em ạ. Dịp thì một trợ thủ thì không tính tiền thôi. Đó là một điểm mạnh của các chất tướng gọi là tánh cớ. Tất nhiên với thế thì cũng có những điểm yếu. Đó là không phải là đồ cớ đồng quá là cao, không phải là quá bảo kế cực tốt, nhưng mà vẫn là bảo kê mức sàng, nó là ổn. Kiểu là gặp những xạ thủ giỏi, xạ thủ cỡ đồng thì nó vẫn có thể bắt được xạ thủ, nhưng mà thực tế các gửi như trận đấu này thì tém bên bàn cũng rất chứ là khó. Còn anh em chơi SP thì luôn luôn là đứng cao để check nhá. Anh em thấy thì những tình huống này thì gần như gọi là mình kiểm soát tầm nhìn được, đó là tìm bên địch di chuyển ở đâu. Nên là cũng sẽ đó là dễ đánh hơn dành cho team bên mình ấy. Cũng đã trải qua gọi là 14 phút rồi, bây giờ thì tổng tấn công lên thôi. Tại bên địch thì mất rồi là vị trí của rừng rồi, khó khăn thì có thể ăn ta thân xế giá, nhưng mà pha này thì giá ta thì mình bay này. Còn một xíu máu vẫn sử dụng băng xương, mình quay trở lại cứu này, Excalibur này. Khá là nhiều sạp thương chuẩn, có tiền 1, 2, 3, 4, 5. Trên đồ này giá ta thấy mình hơi bị hay luôn anh em ạ, cứ toàn con một xíu máu. Sử dụng cái quả cơ băng xương phạt, rồi lại tỉnh dậy, lại có thể là chơi tiếp được. Hay đấy, trận đấu này gia ta tên mình mà hơi bị hay luôn. Nói chung thì cũng lại kịp thời xíu nửa và cứu gia ta. Và trận đấu này thì kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Một trận đấu thì không cho gọi là tên mình đi có cơ hội gì nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.